Ngày 21 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lấy lời khai của Lâm Văn Lộc sinh năm 2002 và Nguyễn Huỳnh Thị Trang sinh năm 2000 cùng ngụ huyện Củ Chi để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trang là cháu gái của bà Võ Thị Tê, sinh năm 1951, ngụ huyện Củ Chi. Do thiếu nợ bị chủ nợ hối thúc trả tiền, nên Trang nảy sinh ý định cướp vàng của bà. Tại cơ quan công an, Lộc khai quen biết với Trang qua Facebook. Trang rủ Lộc tham gia phi vụ cướp tài sản của bà Tê. Chiều ngày 19 tháng 11, Lộc cầm dao khống chế bà Tê nhằm mục đích cướp tài sản. Lúc này, bà Tê nhìn thấy tổ tuần tra công an xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi đang tuần tra ngang nhà nên bà Tê kêu cứu. Lực lượng công an đã tiếp cận bắt giữ Lộc, sau đó mời Trang lên làm việc.